chào các bạn ha. Hôm nay tiếp tục tiết mục làm nó cài kéo xịn nữa nha các bạn. Rồi chuẩn bị kéo nha. Rồi. Đồng mình đang làm hiện tại thì đồng ở bên Ngọc Tân Ngọc Túc dòng Viện Kiên Giang nha các bạn. Đa số dùng mình người ta chuộng cái vụ mà kéo điện này nè mọi người ơi. Mình để ý thấy mấy tỉnh khác là không có nha. Đa số là Kiên Giang mình bên huyện Dòng Viền thì còn kéo điện nhiều. Kéo điện này một tiếng tầm 450 các bạn. 450 mà để tới vụ gì á. Cắt lúa bán lúa rồi mới trả tiền. Trình lên luôn. Má này mình cũng biết máy gì luôn ha. Đây tôi chờ là mấy người đã gặp máy cài đó mình phát cho biết rồi các bạn. Còn mình không chiên. Chỉ quay chia sẻ cho các bạn xem thôi chứ thông số dòng máy rồi mình cũng không rành lắm ha. Đây thì máy này đang nhận xịt nè. Đang lấy xịt trên chỗ gò đem về đổ lung. Đây đường xa các bạn. Mình xa phải dùng đến cách này, nếu mà gần gần ra kia máy nhỏ tới trang đỡ tốn hơn, đỡ tốn kém hơn nha các bạn. Rồi các bạn người xem tiếp ha. Máy này còn hát hơn máy hồi nãy nữa, mình không biết máy gì luôn. Chỗ ruộng đứng chỗ nào là đổ cho nó nha anh em. Đứng cho lung lấy thanh sắt này chọt ngang cái là lùa sình xuống các bạn. Rồi bắt đầu kéo. Kéo vừa xong cái tấm cao su này tới máy kia lên nữa. Tấm cao su này cũng khá dài nha các bạn, khoảng 6-7 mét luôn thôi. Bên đây máy kia cũng đang lên luôn.
quá trời.